Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Hòa Anu nhá. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em xin thông báo tất cả các bác em cập bến một dòng vang cơ lai số kèm độc xì của dòng chính hãng ETC model LX650 Pro phiên bản nâng cấp mới nhất các bác nhá. Đầu video các bác vui lòng hoan hỉ ủng hộ cho xin một like. Và bao nhiêu ngày chờ đợi những mẫu sản phẩm mới ra thì bên em đã cập bến được ngày hôm nay được 15 chiếc vang của dòng ETC. Size của nó là size 1.5U anh em nhá, 1.5U. Đấy, con này thì có kèm lọc xì luôn các bác nhá, rất hay luôn. Đặc biệt con này nó tính năng nó rất là đổi mới so với những cái dòng vang cơ lai số khác. Nó tách riêng biệt, nó echo thì vật riêng biệt, rất hay các bác nhá. LX650 Pro đặc biệt mức giá rất tốt cho tất cả các bác nhá. Thì em giới thiệu sơ qua một chút đó. Thì trước mắt tất cả các bác đây, nó hiển thị của nó là gì ạ? Mic, music, effect tổng, echo và reverb, thông số delay, repeat và exit của nó rất là rõ ràng luôn các bác nhá. Và chống hú thì khi các bác ấn vào thì nó sẽ nổ chống hú, khi nhả ra thì nó sẽ không hiện chống hú các bác nhá. Và chế độ thì nó sẽ hiển thị là gì ạ? Chế độ Bluetooth này, ví dụ như con này đang ở chế độ này Bluetooth này. Đấy. USB này, cổng quang này, AUX 1 và AUX 2. Ok chưa? Bên tay phải các bác hiện thấy là cái gì ạ? IR là sử dụng điều khiển từ xa. Đấy, FX là trung hú. Và mode là các bác chọn chế độ Bluetooth cổng quang, AUX 1 và AUX 2. Và đây là LED trái phải, có nghĩa là LED play chạy của cổng USB. Đó. Và bên tay phải thì có phần echo riêng biệt là thiết kế mới nhất các bác nhá. Echo riêng biệt này, reverb riêng biệt này, mic này và music. Thì những cái phần phân khúc trước của vòng dòng vang cơ lai số ETC thì nó là tiện ích là một trong ba. Nhưng con này nó sẽ tách riêng biệt là từng cái một cho các bác, rất dễ sử dụng, ai cũng sử dụng được hết các bác nhá. Phần dưới thì công tắc nguồn này. Đấy, giải bass, giải chung, giải chép của phần effect. Đấy, chế độ delay, repeat của phần echo. Drumming và diffusion là phần của reverb các bác nhá. Và con này mic có chế độ lâng tiếng, mic extender là lâng tiếng của mic, mic 1, mic 2 và hai lỗ cắm mic đằng trước và một lỗ mic cắm đằng sau. Đây là giải chung, giải bass, giải chung, giải chép của phần mic, bass chung chép của phần nhạc. Và đây là chế độ min max của effect này, của mic này. Ok chưa? Và thiết kế đằng sau các bác nhá. Đằng sau thì gồm có được input vào AUX 1, AUX 2 này. Được chưa? Có chế độ preset là hạn chế mức độ volume âm lượng. Chế độ Bluetooth, cổng quang, đầy đủ các cổng ăn chơi rồi. Và có một lỗ mic cắm đằng sau. Ok chưa? Đặc biệt con này nó có chế độ preset là vặn to nhỏ từng kênh Refri này, mic này. Và con này là súp, cắt giải súp là pre là cắt giải súp này, bass volume. Đấy, cắt giải súp, các bác súp hơi, súp điện các bác cắm vào đây các bác nhá. Và nó có hỗ trợ các bác là hỗ trợ cổng hoa sen. Đấy, hoa sen. Và cổng ao ra thì có Refri, các bác kết nối xuống đẩy hoặc âm đi này. Cổng súp, các bác súp hơi, súp điện các bác cắm vào đây ạ. Ok, sang nguồn. Và đây là toàn đồng bộ sản phẩm chính hãng của ETC, bảo hành 25. Và đặc biệt ngày hôm nay em sẽ báo giá trực tiếp luôn, xong em sẽ thử chất âm cho các bác nghe luôn nhá. Là giá của nó là 1.750.000, bên em bao ship bảo hành các bác 25. Đi tặng kèm các bác là một sợi dây quang và dây tín hiệu, các bác sử dụng âm ly hoặc đẩy thì bên em sẽ tặng jack các bác nhá. Và bây giờ em sẽ mở thử test nhạc của bác, xong em test mic nhá. Nó có dàn equalizer rất đẹp luôn. Đó, nó hiện thị là volume, music, nhạc, effect và echo đi bật riêng. Và bây giờ sẽ thử tiếng mic bác nghe nhá. Lô, đây là tiếng mic mọc nhiều nhá. Mic mọc. Mic em đang để chế độ là volume mic 72. Đây đang bật trong hú này. 1 2 5 6 7. Lô, lô. Hiện tại là echo đi bật đang chưa bật lên quá nhá. Em sẽ bật là tiếng đi bật trước này. Lô, 1 2 5 6 7. Họ lôn lôn. Các bác thấy tiếng reverb và cái đuôi reverb nó rất là mượt như vang số luôn các bác nhá. Và đây là echo này. Lôn 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 6 7 8 9 10 lôn 1 2 3 4 5 6 7 lôn. Echo nó mềm như 506 luôn. Và khi các bác kết hợp là echo reverb thì các bác vừa vặn để làm sao cho hợp lý thì em kết hợp echo reverb này. Lên 1 1 2. Nếu có lần em có cửa ghé thăm, khoảng áo đời trai bị lửa lên đường em.
em với ngày xưa đã ra đi. 1, 2, 5, 6, 7. Em khẳng định tất cả các bác luôn, trong dòng vang cơ lai số con này là hiện đại nhất các bác nhá. Mà giá thì em cam kết các bác là tốt nhất thị trường. Và con vang cơ lai số này chính hãng đang để giá limit là 2.800.000. Nhưng bên em sẽ cam kết các bác là xin phép công ty là bán cho các bác với 15 chiếc đầu tiên với mức giá bao nhiêu ạ? 1.750.000 bao ship các bác nhá, bảo hành 1 năm. Các bác nghe rõ thông số chưa ạ? Tất cả màn hình hiển thị này rất rõ, từng volume một đúng không ạ? Từng chế độ một, mic, music, effect đúng không ạ? Echo, đây là effect tổng này. Đó, được chưa nào? Đây là echo này, reverb riêng biệt rất rõ ràng luôn. Và hiển thị thông số delay này, repeat này, ok chưa? Dàn equalizer rất đẹp luôn. Ok chưa? Cam kết các bác, đây là mức vang cơ lai số hiện đại nhất mà phiên bản nâng cấp của LX650 Pro các bác nhá. Cam kết các bác nhận hàng test không hay giả về giúp em luôn. Em Hoàng Lô sẽ cam kết các bác cực kỳ hay luôn. Em báo giá các bác rồi nhá, 1 triệu bao nhiêu ạ? 1.750.000 bao ship này. 1.750.000 bao ship. Các bác chốt đơn này, số lượng là em sẽ giảm giá cho các bác cực sốc với 15 chiếc đầu tiên. Và xin phép công ty là 15 chiếc đầu tiên với mức giá là 1.750.000 bao ship. Các bác chốt đơn, nhắn tin, comment chốt đơn, nhắn tin cho em ạ. Là chốt vang cơ lai số, đúng không ạ, 650. Nhắn tin vào số điện thoại cho em 0352 910 99 nhá. Phụ kiện đi tặng kèm là sẽ có một chiếc remote điều khiển. Các bác nhớ, một chiếc remote điều khiển từ xa, đúng không ạ? Và một sợi dây cổng quang các bác kết nối trực tiếp xuống tivi. Và tặng các bác dây tín hiệu từ sau ạ, từ âm ni hoặc là đẩy xuống các bác nhớ. Cam kết các bác con này cực kỳ hay luôn. Em alo lại thử các bác. Em phân biệt cho các bác rất rõ là về phần eco reverb nó riêng biệt và nó như vang số thế nào đấy. Đây em đang alo thử tiếng Minh Mộc nhé. Được, đây là tiếng Minh Mộc. Anh em nghe rõ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equalizer nhảy theo tần số. Được, đây là tiếng reverb này. 1, 2, 5, 6. Được, bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Đấy là phần tiếng gì vào tiếng echo này. Được, 1 echo mềm như 506 luôn. Được, xin thay bộ thú của đôi ngàn bầu trời cạnh phân ý. Phong khoang bốn mùa trên bàn ngát nghi trong hoa đua lá dưới cạnh bay. À, khi chúng ta kết hợp echo thì vào thì nó sẽ mượt mà hơn hát bolero hay là. Được, 1, 2, 5, 6, 7. Đêm bao la vàng đón thư tình cô. Với mây chiều đông xíu bước em đi. Anh lại về đây trong kỷ niệm. Đặc biệt cái con này nó có chế độ nâng tiếng lên. Có là bác là giọng mỏng thì có thể là tăng nâng tiếng lên. Và nhạc em quay ra rất đẹp luôn. Em báo giá lại một lần nữa là 1.750.000 với em bao ship và đang chiên tất cả các bác là hàng mới về với 15 chiếc 1.750.000. Giá limit của công ty đang báo giá là 2.800.000 nên rất cao các bác nhá. Nên em xin phép công ty là bán được với 15 chiếc giá tốt nhất cho tất cả các bác. 1.750.000 các bác chốt đơn là nhắn tin cho em là chốt vang cơ lai số LX650. Các bác một là nhắn tin cho em đúng cú pháp như vậy. Hai là các bác có thể là gọi điện trực tiếp cho bên em, số điện thoại của em là số Zalo luôn. 1.750.000 bao ship tặng một sợi dây cổng quang. Các bác kết nối quang của nó là dài 2 mét các bác nhá. Các bác kết nối trực tiếp từ TV xuống cổng quang luôn. Cái thứ hai tặng dây tín hiệu này, điều khiển remote từ xa, hàng chính hãng, đập hộp bảo hành cho các bác 25, kích hoạt điện tử. Lên các bác yên tâm sản phẩm sử dụng nhá. Ok chưa? Một lần nữa tất cả các bác xem video, các bác đừng quên ủng hộ cho em xin một like nhá. Xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá.